đang đi tiếp thị, thanh niên bỗng trúng học bổng 1,5 tỷ của trường đại học quốc tế. Hà Viết Tỉnh, sinh năm 1998 ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017 với học lực giỏi. Anh định nộp hồ sơ vào một trường đại học, song phải từ bỏ vì gia đình không đủ kinh tế. Tỉnh sau đó tìm việc làm thêm, cậu học và làm may tại một xưởng gần nhà, kiếm được 4 đến 5 triệu mỗi tháng. 8 tháng sau, anh nghỉ việc để đi học nghề tiếp thị, sau đó làm nhân viên bán hàng cho một công ty đến năm 2020. Số tiền kiếm được, tỉnh tích góp một phần để học đại học, một phần còn lại anh trang trải cuộc sống gia đình. Dù công việc trên có ổn định với mức lương khoảng 15 triệu mỗi tháng, song trong đầu cậu lúc nào cũng có suy nghĩ. Công việc này chỉ là tạm thời, mình phải tìm kiếm cơ hội để đi học đại học, đó là chìa khóa giúp mình và gia đình thoát khỏi cảnh túng thiếu một cách nhanh nhất. Vì định hướng đó nên trong suốt quá trình làm việc, Tỉnh vẫn tự học thêm tiếng Anh. Ban ngày cậu đi làm, tối lên bờ hồ Hoàn Kiếm nói chuyện với người nước ngoài để tăng khả năng giao tiếp. Năm 2020, Tỉnh biết đến học bổng trước cánh ước mơ của trường đại học MIT, cậu nộp hồ sơ đăng ký với hy vọng mong manh vì tiếng Anh của Tỉnh chỉ dừng lại ở mức giao tiếp thông thường. Hầu hết tiếng Anh đều do tôi tự học, không có sự nắn chỉnh của thầy cô, cũng không có trường lớp nào dạy chuyên sâu. Đó là lý do tôi gặp rào cản khi làm bài thi đầu vào của trường. Để chinh phục ban tuyển sinh, tôi kể về hành trình 4 năm nỗ lực và ước mơ của mình, Tỉnh cho hay. 12 giờ trưa tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Tỉnh đang làm việc thì nhận được thông báo trúng học bổng. Cậu hào hứng chạy quanh chiếc tủ lạnh, không kìm được cảm xúc phát lên tiếng ồ dê. Tỉnh rú lên một cách phấn khích tại cửa hàng, trước mặt cô chủ và những đồng nghiệp. Cháu nhận được học bổng và sắp được học đại học rồi, cháu phải tạm dừng làm việc cho cô thôi, anh cười đùa. Chàng trai 24 tuổi không giấu nổi niềm vui khi nhận được thông báo trúng học bổng 100%, tương đương 1,5 tỷ đồng học phí, chưa kể tiền hỗ trợ sinh hoạt hàng tháng. Sau một năm được trường hỗ trợ chương trình học tiếng Anh dự bị, nay Tỉnh đã tự tin và tự hào khi là sinh viên năm nhất ngành kinh doanh quản trị. Việc nhận học bổng vào MIT là bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi, môi trường quốc tế có những nền tảng để học với những chuyên ngành của mình. Nó là đòn bẩy giúp tôi thay đổi cuộc đời, nếu không nhận được học bổng thì tôi vẫn đi học từ trung cấp rồi lên dần nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian và không biết cuộc đời sẽ trôi dạt về đâu, anh chia sẻ. Nhớ lại những ngày đầu đi học, chàng trai 24 tuổi còn lạ lẫm và có một chút tự ti về trình độ và gia cảnh, Tỉnh lo lắng về khoảng cách giàu nghèo. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy tan biến ngay sau đó vì cậu có thể kết bạn được với nhiều người. Chàng sinh viên năm nhất chia sẻ, đợt mới vào, tôi nghĩ sẽ rất khó bắt nhịp với môi trường này, nhưng các bạn rất thân thiện, dễ gần, không có rào cản hay bất kỳ ranh giới giàu nghèo. Chúng tôi giúp đỡ nhau một cách hòa đồng thân thiện. Dù tuổi của tôi lớn hơn các bạn, nhưng không hề bị lạc lõng mà cảm thấy đó là điểm nhấn giúp các bạn nhớ mình lâu hơn. Trở lại với thực tại, Tỉnh đã tự tin hơn rất nhiều vì khả năng tiếng Anh tăng dần, cậu có thể tìm tòi và học hỏi thêm nhiều thứ để nâng cao trình độ. Ngoài việc học ở trường, Tỉnh đi dạy thêm tiếng Anh cho trẻ em để trang trải thêm phí sinh hoạt và tích góp phòng trường hợp cần thiết.